Xưa giờ cô thấy con chó nào mà kéo được xe như chó này không? Đúng rồi, cháu đúng là từ nhỏ giờ giờ cô thấy mà hơi cái cảnh hơi đẹp á nha. Đẹp chưa? Đẹp quá, tuyệt vời, độc lạ ha. Công nhận là độc lạ Bình Dương không? Đúng rồi, đẹp quá, đẹp nhất Bình Dương á. Chỗ mà chú chó hay tấp vô nghỉ mệt sau những chuyến kéo xe hàng ngày ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một tháng rồi chị không gặp nó đúng không? Lâu rồi. Dạ lâu rồi không gặp, bác Dũng mới về quê vô mà. Về quê hả? Chị này rất là thương chú chó bất cực này, mỗi khi mà chú chó bất cực và kéo Nga sang ngoan qua là chị thưởng cho miếng chả. Chị này là chuyên bán bánh mì, các bạn nào ghé ở vùng xoay An Phú ủng hộ chị nha. Chị này bán bánh mì xôi mặn nè, à quên, bán xôi mặn, xin lỗi. Chị tên gì chị? Nói cho bà con cô bác ủng hộ nè, ghé ủng hộ mua nè. Chị tên gì? Chị tên Thúy. À chị Thúy nha, bán xôi mặn gần vòng xoay An Phú, tỉnh Bình Dương. À, nếu mà nhìn chú chó thông qua cái tủ gương của chị Thúy thì các bạn có thấy nè. Đó, chú chó đứng kìa. Mới ăn xong một miếng chả nhưng mà có vẻ là vẫn thèm, vẫn nhìn vào đây. Đồ, chó phía trước đó. Ủa, ngay hẹn nó mới đi qua đây là chị thưởng nhau miếng chả hả? Đúng rồi, nó quen rồi. Giờ à, nó quen có lợi, nó phải ghé vô. Có khi là chị là có việc mà thưởng chả là động lực cho nó kéo xe đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ là đèn đỏ, chú chó đang ngồi chờ đèn đỏ nè các bạn. Một hình ảnh cực kỳ dễ thương và tôn trọng luật giao thông Việt Nam. Nó thấy đèn đỏ là tự dừng luôn hả bác? Tự dừng, còn chú Tân tự dừng. À tự dừng mà ngồi luôn. Còn cái chỗ nào mát nó dừng. À chọn cái chỗ mát có bóng bóng xe tỏ xuống là anh dừng cho khỏe ha. Thôi quá, đúng là gió bất cực, ưa mát ưa lạnh. Nó biết đếm số luôn các bạn. À, bác Dũng năm nay thì cũng hơn 70 tuổi rồi nhưng mà cực kỳ khỏe nha các bạn. À, còn dắt chó mà chạy giữa ngã tư như thế này là các bạn thấy là sức khỏe của bác là tuyệt vời như thế nào rồi. Việc mà bác mà ngồi trên chiếc xe lăn thì khiến nhiều người lầm tưởng là bác bị khiếm khuyết vùng chân, tuy nhiên không phải. Bác làm vậy là với mục đích là để cho chú chó mình khỏe mạnh. Chụp hình hả bác? Xưa giờ bác thấy chú chó đâu kéo xe nha chú chó này không? Đâu? Như này á? Dạ xưa giờ gặp một chú chó khác mà là kéo được xe như vậy không? Tôi gặp anh này nhiều rồi nhưng mà tôi chụp rồi nhưng trước tôi mất hết rồi. Dạ ý câu hỏi là xưa giờ chú gặp một cái trường hợp nào mà kéo xe như vậy không? Chưa. À các bạn có thể thấy là bác Dũng đang cho chú chó uống nước. Còn đây là fan hâm mộ của bác Dũng nè. Từ nãy giờ là kéo được mấy cây số rồi bác Dũng? À, từ dưới kia đến đây là khoảng 4 cây rồi. 4 cây rồi. Rồi 4 cây, tí nữa về nhà là 10 cây. Một chút tôi chụp ở đây tôi đi vòng này rồi. Tí anh quay này này. Xưa giờ cô thấy con chó nào mà kéo được xe như chó này không? Đúng rồi, cháu đúng là từ nhỏ giờ giờ cô thấy mà hơi cái cảnh hơi đẹp á nha. Đẹp chưa? Đẹp quá, tuyệt vời, độc lạ ha. Công nhận là độc lạ Bình Dương không? Đúng rồi, đẹp quá, đẹp nhất Bình Dương á. Mọi hôm anh còn mặc áo cho nó kia. Ồ, mọi hôm còn mặc áo nữa hả? Mọi
mày không còn mặc áo. Thưa bác Dũng, hồi nãy nghe bác nói là nếu mà dùng chú chó này mà để kiếm tiền thì cũng là có thể là kiếm được nhiều tiền. Nghĩa là sao bác Dũng? Là kiếm tiền bằng cách nào ạ? Đám cưới hay là những các cái ấy thì coi như là muốn lấy chụp hình, hay là chẳng hạn như Noel vậy. Năm trước ấy tôi là sắm một bộ sừng con tộc là tuần lộc này. Yeah. Sắm một bộ đồ ông già Noel này. Yeah. Thế là định đến trước gần chỗ nhà thờ chỗ An Phú đó. Yeah. Thế định ra đấy gọi là các bạn nào trẻ nào thích chụp hình thì ấy thôi, còn cho nó bao nhiêu thì cho chứ tôi không lấy tiền. Thế nhưng mà con đi ra nó bảo không được. Vừa mới xong cái đang định dắt ra thì nó bảo không được, nó thu hết những cái đó nó đem nó đốt đi. Nó bảo bố không để dùng nó để kiếm tiền được. Bác Dũng ơi, nhờ bác kể lại cái hôm mà cái người nào mà đánh xe từ Sài Gòn xuống trả giá thì bác kể lại cái đó để bà con biết được cái giá trị của chó này đó. Không, thì họ bảo là chỉ thích thì họ giả là 300 triệu thôi. Đó là người đàn ông hay người phụ nữ bác kể là người đàn ông đi cái xe cũng sang đấy. Yeah. Không phải vào nhà. Yeah. Mà đang đi trên đường, tôi đang dừng ấy cho nó ấy thì coi như là dừng xe bảo anh có bán chú chó này không. Thế bảo như tôi chưa kịp nói thì người đó giả luôn, thế giờ tôi giả anh 300 triệu anh bán không. Thế tôi bảo là không, cái này tôi nuôi của người ta cho tặng nó không bán được. Yeah. Cái thứ hai nữa là đã nhận nuôi nó rồi thì không có bán, dù yeah. có bao nhiêu tiền tôi cũng bán. Nhưng mà bây giờ có người mà trả giá cả tỷ bạc chắc bác cũng phân vân chứ hả? Không, tiền thì nói chung là bây giờ già rồi tiền trả là cái gì cả, nên là bây giờ về hưu nhà nước cho đồng lương thì cũng đủ ăn đủ tiêu, cần gì tiền đâu. Thế chỉ làm sao mà lo để chăm sóc cho nó được khỏe mạnh thôi, chứ còn thì tiền thì nếu mà bán nó mà người kiếm một số tiền rồi cũng hết thôi mà. Nên là để nó là một là nó không thấy cô đơn, không thấy mình nữa thì nó kiếm. Như tôi đi ra ngoài Bắc cả tháng ấy là thỉnh thoảng là nó kiếm rồi nó bỏ ăn luôn. Dạ, bỏ ăn luôn. Bỏ ăn luôn, thế xong rồi là vợ phải gọi điện, thế xong rồi tôi lại phải nói yeah. qua điện thoại với nó. À, nói chuyện qua điện thoại với chó. Là bảo như thế là thôi con ở nhà nghe mẹ, rồi chịu khó ăn ngoan ngoãn, mấy bữa nữa bố về, bố lại cho đi tập thể dục. Thế nó lại, nó nghe rồi thôi, thế nó lại ăn. À, hồi tối thì con có nghe bác kể sơ về cái câu chuyện mà cái ngày mà nó bị bệnh, nó sốc nhiệt á, bác phải bỏ lên xe taxi và chạy đôn chạy đáo tìm cái chỗ mà có thể chữa cho nó, mà chạy từ Bình Dương lên tích lên Sài Gòn. Thì cụ thể là cái ngày hôm đó nó như thế nào bác kể lại để bà con có thể biết được cái tình cảm của bác dành cho chó mình ạ. Hôm đó thì cũng vào một cái buổi sáng, hôm đó thì cũng nắng, nhưng mà chắc là sốc nắng sốc nhiệt quá nên là buổi chiều là ấy đi khắp bệnh viện từ ở Bình Dương này đi lên trên Sài Gòn, đi Sài Gòn cũng đi 4-5 bệnh viện, đi cả như thế là vào quận 2 rồi lên quận nhất rồi lên trung tâm ấy rồi lên chỗ trung tâm Thủ Đức, có như là đi từ 4:30 chiều mà cho đến hơn 12 giờ đêm mà không nơi nào nhận chữa. Rồi cuối cùng sao ạ? Cuối cùng thì sao, như thế là con tôi nó phải kiếm, không biết nó kiếm đâu, một cái người bạn mà trước cũng chưa chó thì đâu ở cái ấy ở gần chỗ ngã tư Hàng Xanh ấy. Thì tôi phải làm viết cam đoan rằng là nếu mà nó có xảy ra chuyện gì thì gia đình như không trách móc, cũng không gây phiền hà cho cái cơ sở thú y cả. Thế nên là người ta mới nhận chữa. Thì nói chung là chữa thì tiêm thuốc nó chỉ là một chuyện thôi, nhưng mà tôi cho rằng là tự nó cầm lại. Chứ còn thì tiêm thuốc thì ấy, sau đó thì mới rút kinh nghiệm rằng là đi về thì phải giữ gìn cho nó một chút. Vâng. Chứ mình xuồng xã nó quá rồi, đến lúc mà nó bệnh thì mà chia sẻ thêm giúp cho con hiểu về một có vài cái phương pháp mà chăm sóc để giống như là phù hợp với chú chó mà xuất xứ từ vùng xứ lạnh như thế này ạ.
chăm sóc nó thì phải cho nó thích nghi từ từ. Thỉnh thoảng mà trời nắng nóng lắm thì cho vô phòng lạnh đúng không ạ? Vâng. Nếu là nhiệt độ cứ trên 30 độ thì mình nên cho nó vào phòng lạnh. Vâng. Còn thỉnh thoảng mà cho nó uống nước đá. Không, uống nước đá thì cứ trên 30 độ thì cho uống nước đá. Cho uống nước đá rồi đi về thì phải vệ sinh chân tay rồi nói chung các thứ là phải vệ sinh. Giống chó này nó sốc nhiệt là từ ở bàn chân. Vì sao tôi mới rút kinh nghiệm là sốc nhiệt từ ở bàn chân. Thế nên là đi về là phải vệ sinh chân cho nó. Ngâm trong đá. Vệ sinh. Ngâm, nếu mà ngâm nhiều quá lạnh nó đâu có chịu. Nó không có chịu. Thế nhưng mà vệ sinh chân cho nó rồi dần dần nó quen đi rồi coi như là cho nó vào đấy vệ sinh rồi để cho nó cũng phải để cho nhiệt độ ra nhiệt độ lạnh từ từ rồi nóng cũng nóng từ từ chứ sốc lạnh sốc nắng thì nó sẽ bệnh thôi. Bác Dũng năm nay là 50 kg, còn chú chó này là 25 hả chú bác? 25 cho đến 27 kg rồi đấy. Nó có thể kéo đến 70-80 kg. 70-80 kg. 70-80 kg đi được khoảng vài cây. Dạ. Chứ mấy đường này. Con thấy ở Bắc Cực là những chú chó mà kéo xe được như thế này là có thể nó kéo luôn cả cái nguyên cái chiếc xe xích lô hay xe gì rất là lớn á. Xe thồ rất là lớn luôn á. Không, nhưng nếu ở Bắc Cực thì nó lại đường nó lại dễ kéo. Dạ. Chứ chính đường mình đây nó mới khó kéo. Dạ. Ổ gà, ổ ghế các thứ nó khó kéo. Cái chú chó này mà nhiệt độ mà thích hợp nhất mà nó sống mà ở cái xứ sở nó là nhiệt độ khoảng bao nhiêu bác ạ? Nếu mà đúng là sống ở Bắc Cực là không, tức là phải dưới 0 độ. Dưới 0 độ. Vâng, mà có lúc lạnh thì lên đến âm 40 độ. Yeah. Giống này nó ở Siberia mà. Yeah. Cái tên chính xác của nó là gì ạ? À? Tên chính xác con chó này á? Dạ. Yeah. Tên của nó là Boy Bean. Không, cô hỏi về cái giống loài á. Giống loài của nó là Whisky. Whisky. Nhưng mà người Việt mình thường gọi là chó sói Bắc Cực ạ. À? Vâng, thì gọi nó là sói Bắc Cực thôi. Hồi nãy con nghe tiếng nó tru giống hệt loài sói trong phim luôn á. Rồi nhớ. Bây giờ thế này, nếu mà có ai giao cái gì mà cộng hưởng với lại cái tiếng của giống loài nó là nó hú theo. À. Nhất là những người giao vặt đấy, giao vặt ở những cái loa ấy. Rao sao thì nó hú theo ạ? À? Nó hú theo. Rau mình hú là nó hú theo à? Không, cái dao ở loa ấy là người ta giao bán các thứ ở loa đài nó có cái tần số mà nó hợp với lại cái tần số hú của nó thì có như là nó hú thôi. Tần số hú. Vâng. Tôi nghĩ là nó vậy. Chỉ có những người giao ấy còn thì ai vào nó không sủa không cắn không gì cả. Thì mình huấn luyện cho nó là ấy là không cắn không ấy thì nó vào nó chỉ có mừng nó đến nó ngửi kiểm tra đấy. Yeah. Nhưng mà nếu không có chủ là anh không vào được đâu nhá. Dạ. Yeah. Vâng. Không có chủ đừng dại mà vào. Trời ơi cái móng của nó dài nè, kỳ cục quá. Móng trước thì để chứ móng sau phải sửa sang nó cào chảy hết mỏ. Nó gãi chảy hết mỏ mới chảy hết. Như bóng trước thì nó không gãi mấy khi thì coi như để thế cho nó. Bác gái ở nhà là có đôi khi nào mà phiền trách bác vì việc mà bác dành quá nhiều thời gian cũng như tình cảm cho chú chó này không? Thì tất nhiên là nhiều lúc thì cũng thấy như thế là bà cũng không trách nhưng mà cũng cảm thấy như nhiều lúc cũng thấy là ông cái việc như thế là lo làm ông không ấy ông chỉ có chó mới xe đấy. Hồi xưa là bác làm công việc như thế nào bác? Tôi chỉ là bây giờ gọi là viên chức nhà nước ấy. Tham gia quân đội thì có ít thôi. Dạ. Thời gian không đáng bao nhiêu cả. Dạ. Còn chủ yếu là viên chức nhà nước. Là công việc của bác thì sẽ trong ngành nào ạ? Tôi quản lý. Dạ. Tôi học ở trường Đại học Kinh tế Kế hoạch Hà Nội mà. Những năm 70. Bây giờ gọi kinh tế quốc dân đấy. À, Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước là Kinh tế Kế hoạch Hà Nội, giờ nó gọi Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
là ở Việt Nam mà hiện nay có nuôi con chó bất cực nào khác không, chó sói bất cực nào khác không? Sói bất cực thì nhiều người mua nuôi chứ. Dạ. Còn thì tôi nghĩ rằng là nếu mà tham gia giao thông mà để kéo xe thì cũng chưa thấy. Dạ. Còn nuôi thì nhiều người nuôi. Thì bây giờ có muốn hỏi lại thêm bác là xác nhận cái chuyện mà bác mà cho chó mình kéo xe đi trên một cái tuyến đường mà thuộc cái dạng mà kẹt xe nhất ở Bình Dương thì những cái thông điệp hoặc là những cái mục đích mà chú hướng tới, bác hướng đến là gì ạ? Tức là mới nói cho những người tham gia giao thông ấy, là mọi người biết rằng là khi anh đã tham gia giao thông thì phải đảm bảo nghiêm chỉnh, chấp hành luật lệ giao thông. Thế một con vật đi ra đường nó cũng phải chấp hành luật lệ giao thông để nó không gây tai nạn, không gây kẹt, cản trở giao thông mà không gây tai nạn. Thì cái đó là cái mục đích chính để cho mọi người ở trong và thế thì cũng tự mình không thấy rằng là một con vật nó đi nó cũng biết đi bên phải, rồi nó cũng biết tránh xe, rồi cũng biết dừng đèn đỏ. Thì huống chi một con người thì cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, chứ sao lại cứ vượt ẩu là không được. Vượt ẩu lạng lách là không được. Thế thôi.